Xin chào anh chị ạ. Hôm nay thì chia sẻ tới anh chị về tử vi 12 tháng của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Tôi sẽ đi làm hai phần, phần thứ nhất là phần tổng quan, phần thứ hai là phần 12 tháng trong năm 2024. Phần tổng quan thì sử dụng các tiêu chí để đánh giá như sau: chòm sao Thái Tuế, chòm sao Lộc Tồn, hạn tam tai có bị hay không, mối tương quan của thiên can, địa chi, nạp âm ngũ hành của năm so với của tuổi hoặc của tuổi so với của năm. Tại vì chúng ta đang xét tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024 thì chúng ta phải có những cái so sánh để tìm ra cát và hung anh chị nhé. Nam mệnh bao tuổi gặp sao gì, cát hung ra sao. Phần thứ hai chúng ta làm tương tự thôi thì cũng xin phép là giải thích qua một chút cái bảng này. Đầu tiên là cách làm là chúng ta so sánh mối tương quan của thiên can địa chi của tháng so với của tuổi, nạp âm ngũ hành của tháng so với của tuổi. Những cái yếu tố này thì nó nhỏ hơn hai yếu tố là thiên can và địa chi. Cát thần quý nhân lộc mã để tăng cái cát giảm cái hung, tương quan địa chi này. Và quan trọng một yếu tố nữa anh chị hay quan tâm, đó là thời gian. Thời gian tính theo lịch dương, lịch tiết khí anh chị nha. Lịch tiết khí là lịch dương. Ví dụ như là tháng 1 bắt đầu từ mùng 4 tháng 2 tới mùng 5 tháng 3, bắt đầu từ tiết khí lập xuân sẽ là tháng 1, tới mùng 5 tháng 3 là hết tháng 1. Tương tự như vậy, tháng 12 bắt đầu từ mùng 5 tháng 1 năm 2025 tới tiết khí lập xuân của năm 2025, tức là thường là mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 2. Thường là mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 2. Rồi chúng ta đi vào phần tổng quan đi ạ. Năm nay là năm Giáp Thìn anh chị ạ. Giáp thì lấy quý nhân tại Sửu và Mùi. Như vậy người tuổi Mùi năm nay có khôi việt quý nhân, đấy, tọa mệnh và chiếu mệnh. Như cách cục là tọa quý hướng quý trong một lá số tử vi. Nhân tiện nói lá số tử vi thì về cơ bản để mà xem chi tiết hơn, cụ thể hơn mà cá nhân hóa hơn thì chúng ta nên xem một lá số tử vi anh chị nhé. Đó thì lá số tử vi thì sử dụng bốn yếu tố là năm tháng ngày giờ. Ở đây chúng ta xem năm thì chúng ta sử dụng mỗi yếu tố năm thôi, mỗi yếu tố năm thôi. Còn năm tháng ngày giờ nó sẽ chi tiết hơn, cụ thể hơn. Đó, như vậy. Năm nay là năm Giáp Thìn, Thái Tuế Thìn thì thiếu âm Mùi. Năm Giáp thì quý nhân là Sửu và Mùi, như vậy người tuổi Mùi, Kỷ Mùi năm nay có tổ hợp là gì? Thiếu âm, Thiên Khôi, Thiên Việt. Thiếu âm thì may mắn cát lành liên quan đến tài lộc, liên quan đến bất động sản, liên quan gia đình gia đạo, an vui hòa hợp hạnh phúc là sao thiếu âm. Thiếu âm nó chỉ là mặt cái mặt trăng nhỏ, tượng là gì? Được ăn, được chơi, được hưởng thụ vân vân. Thế nên là người tuổi Kỷ Mùi trong năm nay thì về cơ bản nên khi mà có thành công rồi thì nên cố gắng kiên trì, ý chí nghị lực hơn. Đấy, ý chí nghị lực hơn, tránh rơi vào cái chuyện là thủ tạc giao tế quá đà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Năm nay có khôi việt tượng là học hành, thi cử, công danh, khoa bảng, đề cử, rồi là tranh chức, rồi là thi cử, rồi là vận động các thứ nó đều cát lành hơn. Năm nay khôi việt thì đi đâu là may, gặp may mắn ở đấy. Người làm ăn kinh doanh thì dễ kết nối với đối tác, dễ được ký kết hợp đồng. Người làm quan thì dễ thăng quan tiến chức, nói chung là cầu danh được lợi, cầu tài được tài, cầu danh được danh, cầu lợi được lợi, cầu tài được tài, chính là tổ hợp khôi việt. Nhưng sẽ lợi hơn cho người học hành thi cử, người liên quan đến công chức nhà nước, người liên quan đến chức vị quyền hành, thi cử, ứng cử vân vân đều đạt được, đó là tổ hợp khôi việt quý nhân. Dễ được xếp cấp trên nâng đỡ trợ giúp là tổ hợp khôi việt và đi ra ngoài hay gặp may mắn. Tiếp theo, năm nay năm Giáp Thìn thì lộc tồn dần, như vậy là người tuổi lộc tồn mà dần thì kình dương là ở đâu? Ở Mão và ở Sửu. Mão Sửu lại nằm trong thế là xỉ xung chiếu là một, tam hợp là hai đối với tuổi Mùi, như vậy người tuổi Mùi có hỷ thần và kình dương là. Khi mà có hỷ thần thì có niềm vui, cát lành, hỷ sự, may mắn, gia đạo yên vui, hạnh phúc. Nếu mà có cái nhu cầu muốn sinh con là năm nay cũng tượng rất dễ có này hỷ thần, không thì gia đạo hạnh phúc an vui. Hỷ thần là có niềm vui mà đi với tổ hợp thiếu âm đi với Thiên Khôi Thiên Việt là lợi cả danh và lợi cả tài. Thiếu âm thì lợi tài, khôi việt thì lợi danh. Mà gặp cái sao hỷ thần này là về cơ bản tốt, nhưng gặp kình dương đà la đó, khi mà bạn có được tài lộc lên chức lên quyền là gặp phải gì? Đố kỵ, gặp phải nói xấu, gặp phải thị phi, gặp phải chèn ép, gặp phải cạnh tranh, gặp phải đấu đá, cái đấy là không tránh được ạ. Nhưng mà về cơ bản tổ hợp này nó nói lên cái tốt nhiều hơn. Hơn thế nữa tam tai không bị, tam tai không bị, thiên can lại hợp, thiên can giáp kỷ hợp anh chị nhé. Giáp kỷ hợp là một cái tốt này, ngũ hành thì không có gì khác cả. Kỷ Mùi là mạng hỏa, Giáp Thìn cũng là hỏa, hai cái hỏa với nhau thì nó không khác gì cả. Chỉ có điều gặp kình dương đà la, năm hỏa gặp mạng hỏa thì cẩn thận, tâm tư là nóng tính. Nóng tính dễ có những quyết động, quyết định nóng vội, nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Nam mệnh 46 tuổi gặp sao La Hầu, chủ về tranh chấp, chủ về thị phi, chủ về buồn phiền một chút, nhưng sao La Hầu nó ảnh hưởng nhỏ thôi, và chú ý nhất vào tháng 1 và tháng 7 dễ xảy ra tranh chấp thị phi.
cái việc mà anh chị kinh doanh buôn bán làm giàu hoặc là lên chức vị lên quyền hành các thứ là không tránh khỏi những cái chuyện đấu đá thị phi cạnh tranh cạnh tranh thì chú ý cái này. Thì về cơ bản tổng hợp lại những cái yếu tố chính của người tuổi Kỷ Mùi trong năm nay khá là tốt, trong cái năm 2024 Giáp Thìn khá là tốt, thế nên tỷ lệ cát là gì 6/4. Nói chung cái tỷ lệ này là tôi ước lượng nó chung chung, anh chị có thể là 7/3 được đó, và 6/4 7/3. Đấy, còn nó, cái phần cát nó tăng lên nhiều thì do cách ứng xử của anh chị. Đấy, không nên phô trương, không nên khoe khoang, không nên khoác lác, và cần phải kiên trì hơn thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ tốt cát hơn. Còn cái tỷ lệ khi mà cát nó tăng lên thì hung nó phải giảm đi, đúng không ạ? Đó. Và tiếp theo là chia sẻ đến anh chị một phần gọi là phụ thôi, đó là chọn tuổi hợp đối với tuổi Kỷ Mùi. Ví dụ như là Kỷ Mùi thì là thiên can Kỷ, Kỷ hợp với Giáp, đúng không ạ? Kỷ hợp với Giáp. Tiếp theo Kỷ lấy quý nhân tại Thân và Tý, lấy Lộc tại Ngọ, xin lỗi anh chị, đây là Lộc tại Ngọ. Lộc tại Ngọ nha, Kỷ Lộc tại Ngọ. Hợi Mão Mùi lấy Thiên Mã tại Tỵ. Tiếp theo Hợi Mão Mùi là bộ tam hợp, Ngọ Mùi lục hợp. Như vậy, ở đây có thể xuất hiện một tuổi rất hợp đối với tuổi Kỷ Mùi, đó là Giáp Ngọ. Giáp đây, ghi ra đây thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Kỷ Mùi, Giáp Ngọ rất là đẹp luôn. Giáp Kỷ hợp, Ngọ Mùi hợp, thiên can địa chi đều hợp. Cái thứ hai là Giáp lấy quý nhân tại Mùi. Đó, Giáp lấy quý nhân tại Mùi anh chị nhá. Kỷ lấy Lộc tại Ngọ, tức là gì? Thiên can địa chi hợp, giao thoa giữa quý nhân và thiên lộc. Thế nên là gặp được cái tuổi Giáp Ngọ rất là hay. Chỉ có điều là tuổi Giáp Ngọ xem ra nó rất là xa, hoặc là tuổi nó rất là bé thôi. Đó, thế nên là nếu mà sinh con đẻ cái cũng là một cái cách khá là hay. Tất nhiên, gặp được nhau rồi, đồng hành được với nhau, kết hợp với nhau hay không, nó cũng tùy thuộc vào nhân duyên rồi là chí hướng mỗi người. Nhưng mà trước hết là chúng ta cứ biết cái đã. Rồi tiếp theo, như vậy là về phần tổng quan năm thì là phần cát nhiều hơn phần hung. Thế nên là cứ cố gắng kiên trì, nỗ lực là sẽ đạt thành công. Là sẽ đạt thành công, mặc dù có Kình Dương, Đà La, La Hầu thì có trắc trở, có thị phi, có cạnh tranh, có đấu đá, vân vân. Cái đấy là không tránh khỏi. Khi mà năm tốt, thêm một cái phần nữa anh chị nha, năm tốt. Năm tốt mà tháng tốt thì rất tốt, năm tốt mà tháng xấu thì xấu rất nhỏ. Tại vì năm quản tháng, một năm có 12 tháng. Còn ở đây là chúng ta đang thấy là năm tốt, thế nên tôi không nói về phần năm xấu nhé. Rồi. Tiếp theo là chia sẻ đến anh chị về phần 12 tháng trong năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi. Đầu tiên tháng 1 là tháng Bính Dần, Bính Dần ngũ hành thuộc hỏa, hai hỏa với nhau thì nó không tốt không xấu. Rồi chúng ta sẽ so sánh là tương quan của thiên can địa chi và cát thần, rồi là gì? Tương quan địa chi. Tiếp theo Bính Dần này, Bính Dần là mộc hỏa vượng, mộc hỏa vượng đúng không ạ? Kỷ Mùi thì sao? Kỷ Mùi Kỷ Thổ, Mùi Thổ, như vậy là Thổ đang vượng. Thổ vượng mà gặp gì? Gặp hỏa thì người ta gọi là gì? Thổ vượng mà gặp hỏa thì nguy cơ. Đấy, có nguy cơ là thừa chất kiểu như vậy. Khi mà Thổ vượng rồi thì không cần hỏa sinh thêm cho Thổ. Hỏa là sinh Thổ đúng không ạ? Hỏa sinh Thổ, thế nên tháng 1 là tháng bất lợi. Bính thì lại là ấn của Kỷ, thế nên là bất lợi về công danh, sự nghiệp, chức vị, quyền hành. Bất lợi liên quan đến bố mẹ, bất lợi liên quan đến sếp và cấp trên. Đấy là tháng 1. Nhưng mà như anh chị đã biết rồi, năm mà tốt mà tháng bất lợi thì nó sẽ là bất lợi nhỏ thôi. Thế nên không cần quá lo lắng. Đấy là tháng 1 anh chị nhé. Tháng 1 thêm nữa có chú ý cái sao La Hầu. La Hầu thì nó kỵ vào tháng 1 và tháng 7, thế nên cũng dễ xảy ra tranh chấp thị phi, bất đồng với sếp và cấp trên. Thế nên tháng 1 anh chị nên chú ý một chút. Ngôn ngữ một chút. Tiếp theo tháng 2 Đinh Mão, Mão Mùi thì tam hợp rồi. Tam hợp thì thấy là một cái tốt rồi. Chỉ có điều là Đinh Mão thì mộc hỏa vượng, hỏa vượng lại sinh cho Thổ, lại bất lợi nữa. Cũng bất lợi tương tự lên công danh, sự nghiệp, rồi liên quan đến bố mẹ, liên quan đến sếp cấp trên, các thứ là không được trợ giúp cho lắm. Có cái sự bất đồng với sếp cấp trên, mà khi bất đồng với sếp thì rất không ổn. Thế nên là tháng thứ 2, hai tháng này đều ngũ hành thuộc hỏa. Năm hỏa, tháng hỏa, bản mệnh mình thuộc hỏa. Hỏa nó có trùng trùng điệp điệp thì từ tâm tính các thứ là dễ nóng vội, quyết định là dễ có sự sai lầm. Vậy nên thận trọng một chút trong tháng 2. Tháng 2 là bán cát, bán hung, có tốt nhưng mà có xấu. Mão Mùi tam hợp. Hợp nhưng mà không khóa. Rồi tiếp tháng 3. Tháng 3 thì là Mậu Thìn, Kỷ Mùi Thổ vượng gặp Mậu Thìn, lại tiếp tục Thổ vượng. Đấy, Thổ vượng thì người ta gọi là Thổ vượng chốt kim. Thổ vượng thì nó sinh ra trì trệ. Ngũ hành thuộc Thổ thì nó chủ về sự bao dung, sự độ lượng, sự chắc chắn, nhưng mà khi Thổ quá nhiều nó thành trì trệ, không có sự bứt phá, không có sự tiến lên, thiếu cái sự năng động. Thế nên tháng 3 cũng là cái tháng khá là bất lợi. Bất lợi. Kỷ gặp Mậu người ta gọi là gặp kiếp tài. Kỷ gặp Mậu người ta gọi kiếp tài. Kiếp tài ở đây là đoạt tài, thế nên là gia đạo lục đục. Tình cảm vợ chồng là có chuyện sứt mẻ một chút. Tiếp theo là kiếp tài đoạt tài, tức là mất tiền tài. Mất tiền tài ở đây là một là cho vay,
hai là đầu tư kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán là dễ bị lừa và dễ gặp sai lầm, thì tháng 3 nó là như vậy. Tháng 4 thì sao? Tháng 4 thì gặp thiên mã thì là một cái tốt rồi. Cái thứ hai kỷ tỵ thì là hỏa thổ vượng, thổ vượng lại gặp thổ vượng thì vẫn là cái câu chuyện thổ quá nhiều thì nó bất lợi. Nhưng mà được cái tháng 4 gặp thiên mã nó chủ về sự năng động, nó sự hoạt bát, năng động, hướng ngoại, giao dịch, đi xa, xuất hành, ký kết hợp đồng, vân vân. Thế nên là tháng 4 tuy rằng là vẫn là kỷ nó cường vượng, kỷ nó cường vượng nhưng được cái có thiên mã thì tháng 4 nó chủ về vất vả, bôn ba ngược xuôi. Nhưng mà thành tựu nó hơn tháng 3 rất là nhiều, thành tựu nó sẽ hơn tháng 3. Như vậy là 4 tháng đầu năm xem ra là hơi bất lợi đối với tuổi Kỷ Mùi trong năm 1979. Tuy nhiên vẫn nhắc lại câu chuyện là năm tốt thì nói chung là các tháng xấu thì anh chị cũng không đáng lo ngại, đúng không ạ? Tháng 5 thì canh ngọ, kỷ lộc tại ngọ. Kỷ lộc tại ngọ là một, kỷ gặp canh thì là gặp thương quan. Ở đây là gì? Thổ vượng cần gặp kim tiết. Thế nên là tháng 5 là tốt cho mặt gì? Tốt cho mặt công danh, là tốt cho mặt sự nghiệp, tốt cho mặt tài lộc. Tháng mà gặp lộc thì có thể đầu tư kinh doanh buôn bán mà phát tài mà phát lộc. Nhưng mà vì là kim ở đây nó hơi nhiều, thế nên là cái mức độ phát của nó rất là nhẹ thôi. Cơ bản tháng 5 cũng là một tháng tốt. Kim ở đây là hơi nhiều. Canh ngọ là gì? Canh kim ngọ hỏa. Kim này bị hỏa khắc thế nên là lực kim khá là yếu. Lực kim khá yếu thì về cơ bản là tốt thì vẫn tốt, nhưng mà cái tốt này nó hơi ít. Cái tốt này nó hít hơi ít, nó không được trọn vẹn cho lắm. Thế nên là nói chung là tài lộc các thứ kiếm được là nó chủ về vất vả. Vất vả. Tháng 6 thì được lợi hơn rồi. Tháng 6 Tân Mùi thổ kim vượng thịnh, kim vượng thổ vượng mà gặp kim vượng là thì quá tốt. Mà tháng 6 kỷ gặp tân là gặp thực thần là thực lộc, là của ăn, của để, là phúc lộc, là béo tốt, là may mắn, là cát lành. Thực thần lại là con cái, đại diện cho đệ tử nhân viên cấp dưới trung thành, đắc lực, trợ giúp tận tâm, vân vân. Thế nên tháng 6 là tháng gì? Phát triển tốt về mặt sự nghiệp. Tháng 7 Nhâm Thân, kỷ gặp thân là gặp quý nhân. Gặp quý nhân thì may mắn, cát lành, hành thông thuận lợi. Khó khăn là có quý nhân trợ giúp. Nếu mà gì tốt thì lại càng thêm tốt, mà xấu thì bớt xấu đi. Nhưng mà tháng 7 Nhâm Thân của anh chủ kim, hỏa khắc kim, chủ về vất vả. Cái thứ hai Nhâm Thân là gì? Kim sinh thủy, thủy vượng, thổ vượng gặp thủy vượng tức là tài vượng. Thế nên là tháng 7 là tháng cơ bản rất tốt về mặt tài lộc, về mặt quý nhân. Mà gặp quý nhân là dễ thăng quan tiến chức, dễ được trợ giúp giúp đỡ. Tháng 7 lợi cả danh, lợi cả tài. Nhâm thì là tài, tài ở đây là chính tài, chính tài là thu nhập ổn định. Cái thứ hai chính tài ở đây là vợ, thế nên là gia đạo yên vui hạnh phúc. Khi mà tài hợp với mình, đại diện cho gia đạo, vợ chồng, tình cảm mặn nồng, yên vui hạnh phúc. Tháng 8 Quý Dậu của anh thuộc kim, tiếp theo Quý Dậu thì lại kim thủy vượng thịnh. Kim thủy vượng thịnh tương tự như tháng 8 nhưng tương tự như tháng 7 nhưng có cái sự khác biệt, một là không có quý nhân. Cái thứ hai tháng 8 như vậy là số là gì? Tự thân lập thân. Đấy, tự thân. Nhưng mà tháng 8 là tháng thiên tài đại diện cho gì? Nguồn tiền tài nó cường vượng, nó rộng lớn, thế nên là có cái xu hướng đầu tư kinh doanh buôn bán làm ăn lớn. Nhưng vì không có quý nhân thế nên là tự thân lập thân nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Đấy là tháng 8. Tháng 8 nó chủ về đào hoa một chút này, gặp tài chính là đào hoa. Tháng 9 thì Giáp Tuất. Giáp Tuất thì sao? Giáp thì hợp kỷ là một cái tốt rồi này. Đấy, tiếp theo là thổ đang vượng thì cần phải giáp nó khắc thổ đi, cho thổ nó bớt vượng đi. Cái thứ hai nhưng mà Mùi Tuất ở đây là gì? Vừa hình vừa phá. Thế nên là tháng vừa hình vừa phá thì cẩn thận, tiểu nhân hãm hại, phá đám chọc gậy bánh xe, dễ gì tranh chấp kiện tụng thị phi pháp luật, là cái tháng thứ 9. Thế nên là tuy có cái một tốt hai xấu, tháng 9 là cái tháng giờ tốt giờ xấu. Ngũ hành tụ thuộc hỏa rồi, nó không tốt nó không xấu, nhưng mà về mặt thiên can địa chi thì nó nửa tốt nửa xấu. Cái xu hướng của nó là sẽ gì? Sẽ nhiều cái xấu hơn. Phá, đấy, phá. Phá là phá tài, hình là gì? Là hình phạt. Hình là phải hình phạt, nó có thể là cạnh tranh đấu đá vân vân, là thiên hình. Tháng 10 Ất Hợi thì sao? Ất Hợi hỏa, đúng không ạ? Nạp âm ngũ hành thuộc hỏa, hỏa với hỏa thì không xấu không tốt. Hợi Mão tam hợp này hóa mộc anh chị nhá. Tam hợp này hóa mộc tại vì xuất ra thiên can Ất này. Hợi Mão Mùi hóa mộc xuất ra thiên can Ất. Như vậy là gì? Kỷ Mùi ở đây mất cái căn thổ, mộc ở đây quá vượng. Ất mộc là thất sát, thế nên rất bất lợi về cái chuyện liên quan đến công việc, liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến sự nghiệp. Tháng 10 là tháng bất lợi liên quan đến sự nghiệp, là tháng thứ 10. Đấy, Hợi Mão Mùi tam hợp thì là tốt, nhưng mà tam hợp này là hóa mộc. Cuối cùng là gì? Mộc vượng khắc chế thổ, thổ lại biến thành suy nhược, thì nó là như vậy. Tháng 10 bất lợi về sự nghiệp. Tháng 9 thì nói chung là gặp chông gai khó khăn. Tháng 11 Bính Tý ngũ hành thuộc thủy, thủy khắc hỏa là bất lợi rồi, là gian nan một chút rồi. Cái thứ hai tháng Bính Tý thì sao? Tý Mùi tương hại, kỷ gặp Tý là gặp quý nhân, tức là gì?
nó vừa tốt vừa xấu. Cái tiếp theo kỷ mùi thì gì? Kỷ mùi thổ vượng gặp hỏa thì không 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 tốt cho lắm. Đấy, vẫn nói chung là khí thổ nó đang vượng, không cần hỏa sinh thêm thổ. Đấy, sinh thêm thì sinh ra thừa, cái gì thừa thì về cơ bản nó không tốt, béo cân các thứ cũng là thừa cân, cũng không tốt, ví dụ như vậy. Thế nên tháng 11 là tháng khá là bất lợi liên quan đến gì? Sự nghiệp, liên quan chức vị, liên quan quyền hạn, liên quan đến gì? Cấp trên. Đó, dễ bất đồng, xung đột liên quan cấp trên. Nhưng mà được cái là bính ở đây là gì? Bính ở đây là hỏa. Hỏa này gặp đất thủy thì hỏa hơi nhược, thế nên là cái lực sinh nó không mạnh, thế nên là cái xấu nó nhẹ thôi. Cái xấu nó nhẹ thôi, không đáng ngại. Được cái là gặp quý nhân trợ giúp, thế nên là trong khó khăn, trong bế tắc, trong nguy hiểm là sẽ có quý nhân trợ giúp. Còn tháng 12 thì là đinh sửu. Đinh sửu thì hỏa thổ vượng thịnh nữa. Thổ kỷ mùi thổ đang vượng. Thổ đang vượng thì không cần gặp thổ vượng. Hơn thế nữa, tháng sửu năm tuổi mùi gặp tháng sửu thì vừa xung vừa hình, thế nên là tháng 12 là cái tháng bất lợi đơn, bất lợi kép, bất lợi đủ mọi mặt. Thế nên các anh chị chú nhất vào tháng 12, quý nhân không thấy, lộc không thấy, mã không thấy, toàn thế xung hình hại phá. Thì nhân tiện chia sẻ thêm một anh chị một chút nữa về cái tổ hợp tứ hình xung của thìn tuất sửu mùi nhé. Thì về cơ bản tứ hình xung nó khá là đúng thôi, nhưng mà nó không đúng với tất cả các đối tượng. Tôi ví dụ ở đây là góc thìn này, thìn tuất thì là xung nhau rồi đúng không ạ? Hiện tại là năm thìn đi, sửu thì nó thường ở đây, mùi nó thường ở đây, mùi nó thường ở đây thì đúng không ạ? Sửu mới thìn là thế tương phá, thìn mới tuất là thế tương xung, sửu mùi ở thế tương xung, sửu tuất lại ở thế tương hình, mùi tuất ở thế tương hình. Như vậy trong tất cả các tổ hợp này thì sửu mùi có quan hệ, thìn tuất có quan hệ, thìn sửu quan hệ, sửu tuất quan hệ, mùi tuất quan hệ, nhưng mùi thìn thì nói chung là không có gì cả. Đấy, mùi thìn có không có gì cả anh chị nhá. Thế nên không phải là cứ năm thìn mà tất cả các tuổi bị tứ hành xung, nó như vậy, tùy năm thôi ạ. Đó, đấy, ví dụ xét tuổi kỷ mùi năm giáp thìn thì sao? Đấy, anh chị để ý có thấy không, có phạm thái tuế không? Không phạm thái tuế, không có gì phạm thái tuế quả. Thế nên cái bộ tứ hành xung này nó chỉ áp dụng cho 3/4, có đôi khi nó sẽ là 4, nhưng mà không hẳn anh chị nhá, không hẳn. Nếu vào năm tuất, tuất thì liên quan đến thìn, tuất thì liên quan sửu, tuất thì liên quan mùi, thế nên là tứ hành xung là đúng. Còn năm thìn thì nói chung là mùi không ảnh hưởng nhiều, thế nên là không gọi là tứ hành xung. Nó thì nó là như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo.